Anh chị nói đầu tiên về thực lực và uy tín của tập đoàn. Sau đó anh chị nói về tiềm năng sinh lời của dự án. Sau đó anh chị mới nói tới chính sách bán hàng. Vì sao mình phải nói điều đầu tiên nói tới thực lực và uy tín? Tại vì bất kỳ một ai khi đầu tư thì điều đầu tiên khách hàng quan tâm là không bị mất tiền. Ở địa ốc Alibaba anh chị thấy thực lực và uy tín được kiểm chứng thông qua khó khăn và sóng gió. Không có cái doanh nghiệp nào mà được kiểm chứng rõ ràng như địa ốc Alibaba hết á. Ở ngoài kia anh chị thấy nhiều doanh nghiệp chỉ cần sao một bài báo, hai bài báo phá sản rồi. Ở đây anh chị thấy hàng ngàn bài báo, hàng ngàn bài, cộng thêm nữa cơ quan chức năng rất là nhiều áp lực. Thế mà mình vượt qua được thì đó là thực lực và uy tín. Do đó chỉ riêng nói về thực lực uy tín là khách hàng bắt đầu sao ạ? Họ yên tâm để đưa ra quyết định đầu tư. Khi khách hàng đầu tư họ, khách hàng cũng không quan tâm tới cái lợi nhuận 10% hay 18% trên 6 tháng. Khách hàng quan tâm tới là cái tiềm năng sinh lời của dự án lên gấp 10 lần, gấp 100 lần. Vì sao? Vì chính dựa vào cái đó thì khách hàng mới yên tâm đầu tư. Trường hợp rủi ro lớn lắm, tức là chị mua nhưng mà chị muốn một năm chị bán lại á, em có bán được hay không? Thì khi đó chúng ta mới đưa ra chính sách bán hàng. Chính sách là để đảm bảo cho cái khoản đầu tư thôi. Còn cái việc lợi nhuận tiềm năng sinh lời đó mới là cái khoản yên tâm khách hàng đầu tư. Vì sao thế? Tại vì nó có khả năng tăng gấp 10, gấp 100 lần thì chủ đầu tư mới có tiền, mới có cái để trả lại. Còn giờ hứa với khách hàng là sao ạ? Thu lại 10% hay 18%, lấy cái gì mà thu? Tự yên tiền ra thu à? Do đó nếu anh chị tư vấn không đúng cách thì riêng cái chỗ đó khách hàng thắc mắc, anh chị không có trả lời được. Bất kỳ bạn nào đang ngồi ở đây nè, thì khi mà các bạn muốn tư vấn bán thì các bạn phải xác định được cái lô, cái ô, cái liên kế, cái dự án nào. Các bạn không tư vấn, không xác định được, mấy bạn này xuống chỉ cái sơ đồ nói cà dòng. Em chỉ hình ảnh tiện ích là để làm gì? Em chỉ tiện ích cho khách hàng xem là để em chốt sale chứ, đâu phải để tư vấn nữa. Chốt sale là tác động lên mặt cảm xúc, giúp cho khách hàng ra quyết định. Nhiều anh chị ở đây không làm được, vì sao? Vì anh chị nghĩ rằng mình đang cố bán. Bán để làm chi vậy? Để có hoa hồng một lô, hai lô. Còn khi anh chị mà cố gắng chốt sale là anh chị đang suy nghĩ mình đang là cầu nối giúp cho khách hàng nhanh chóng ra quyết định mua cái lô đó để khách hàng có cơ hội làm giàu. Anh chị mà đi từ lợi ích cá nhân, anh chị muốn mình bán được, mình có tiền, anh chị nói nó không vào. Và cái người nghe họ cũng nhanh chóng họ cảm được là anh chị nói không có thật. Do đó anh chị xem khi chốt sale thì để ý ngay cả những bạn mà đang tư vấn, phải không ạ? Thì các bạn để cái tay như thế này thì các bạn cũng nhớ là đứng ở đâu, không có ngồi như thế. Tại vì ngồi như vậy là nó đã có khoảng cách rồi. Khoảng cách xa cộng thêm âm thanh ồn, anh khách hàng này làm sao anh nghe suốt được? Vì anh nghe không đầy đủ nữa, anh nghe khoảng cỡ 10-15 phút là anh sao ạ? Anh nản. Anh nói thôi đi xuống uống cà phê đi, thôi em đừng nói nữa. Tại vì nghe có hiểu cái khỉ gì đâu, nghe không có hết. Để đảm bảo cho khách hàng có thể nghe hết những lời mình nói thì anh chị phải đứng dậy, phải đứng ở đây nè, cũng không đứng bên trái. Tại vì nếu anh chị thuận tay phải, anh chị chỉ tay phải thì anh chị phải đứng ở đây. Nếu anh chị đứng ở đây thì vô tình tay của anh chị đã tạo ra khoảng cách với khách một lần nữa rồi. Và như vậy thì anh chị thấy nói cũng không tới. Và khi anh chị đứng tư vấn mà anh chị đứng xịt qua đây xíu thì cái hơi thở của mình, hơi miệng của mình tống vào mặt khách hàng, cũng khiến cho khách hàng khó chịu. Khi đứng là nhớ đứng ở đây, giữ cái mặt của mình á, nó chỉ tới chỗ mang tai thôi. Và khi anh chị nói thì anh chị chỉ lên sơ đồ. Ví dụ khi chỉ thì tay chậm lại, đừng có đưa cả nguyên bàn tay, năm ngón không có biết cái chỗ nào ở dưới này để mà nhìn cả. Chậm lại thì chậm khéo, đừng có như thế này thì nó tục, phải không ạ? Cũng đừng có đưa ngón này mà chỉ, đưa cái ngón này và chậm lại thì như thế này và chỉ xuống dưới. Chỉ là chỉ từ từ, phải không ạ? Anh đây là hệ thống Alimax bên em, chứ đừng có chỉ vô quanh vậy là nhìn rối, nhìn không có kịp đâu. Và khi chỉ vô đây, anh, trong tiện ích trong dự án có cả cái chuỗi Alimax. Alimax làm cái gì? Chuyên nhập các cái mặt hàng của ai, của cán bộ công nhân viên, người thân gia đình, đưa vào đây để chi ạ? Để tạo đầu ra cho nhiều hộ gia đình. Và anh thấy anh đầu tư ở một cái dự án mà trong đó có một cái hệ thống Alimax như thế này thì khả năng cái sản phẩm của anh á, khả năng cái giá trị sản phẩm sẽ tăng rất là cao. Tại vì sao? Ở nơi này người ta giao thương mua bán được. Nên nếu ngày hôm nay á anh không quyết định đầu tư ngay hai lô này thì nó lỡ mất cơ hội. Do đó em báo cọc hai lô này nhé. Thì cái tay bên này nè, đừng có tròn qua bên vai này, cũng đừng có bỏ lên ghế. Tại vì anh chị mà tựa là anh chị sẽ không có chủ động trong cái việc tác động. Khi đứng nói như thế này thì tay này chỉ, tay này là để ở đây.
Để giữ thứ nhất một phần đó là cái gì? Anh chị không có sát khách hàng quá. Anh chị để ở đây và khi mà cần hỏi khách hàng, muốn khách hàng hỏi coi khách hàng có đồng ý hay không, thì vỗ nhẹ. Vỗ bằng đầu ngón tay, không vỗ nguyên cả lòng bàn tay. Vỗ bằng đầu ngón tay, nhẹ nhàng thôi. Anh, em cọc hai lô đó nhé. Thì như vậy anh chị thấy chốt là chốt thủ thỉ, chốt từ từ thì khách hàng mới mua. Và nhớ là chốt sale là nửa tiếng, là một tiếng, là hai tiếng, chứ không phải 15-20 phút đứng đây cái mệt rồi nản. Không có cái chuyện đó đâu nha.